Mướp mướp nha. Đây là cái chỗ này nha, đây là cái đống đất trồng mướp. Có trái mướp bự quá chị ba, cắt làm chi vậy ba? Đây. Em lấy 20 kg nha. 20 kg. Em lấy 20 kg mướp. Em mua 20 kg. Không, mua về cho mấy anh em vào, tặng mấy anh em vào vòng xưởng bản á. Mấy mướp đang non thôi à.